hai chào mừng tất cả quý anh chị và tất cả các bạn nha Hiện tại Tân Phát đang có mặt tại chợ Gò Thuộc thị Phước Nghe cái ti trong phát đăng chị đó Chính là cái lô đất mà Tân Phát muốn chia sẻ đến quý anh chị ạ đó, Bên này là con sông Phía đối diện uh, lô đất là con sông Chợ Gò và công viên đó anh chị nha Đây là cái góc cua vào lô đất đó anh chị ạ là cái đường đi vào lô đất là cái đường này khá là rộng lớn đó anh chị anh chị thấy không ạ xe container chị vào bình thường nha anh chị rồi giờ tăng phát mời quý anh chị cùng tăng phát đi đến xe ma thật tớ lô đất 58,7 m vuông nằm ở chợ Gò Tây Phước à. rồi giờ chúng ta cùng đi thôi nha đó, giờ là giờ chúng ta đi theo cái xe tải đang chạy phía trước đó quý anh chị ạ. À. Cái, cái xe đang nềm miếng bên tay trái đó anh chị. Đó chúng ta cua xuống đây. Đấy. Thì lô đất này cách cái đường dầu chỉ vòng vẹn vài chục mét thôi đó anh chị nha. À quý anh chị thấy không ạ? Vị trí này là khá là đẹp luôn đó anh chị đó và đây ngay miếng bên tay phải của tăng phát có hai cái xe tải đang đậu đó là cái lô đất mà tăng phát đang giới thiệu đến anh chị nha lô đất này với cái diện tích là 58,7 mươi tám mét vuông ôm qua hai mặt tiền đường luôn pháp lý số hồng sở hữu lâu dài nha anh chị ạ phía trước lô đất là gồm có công viên này có sông có chợ gò đó, đường xá giao thông đi lại khá là thuận lợi luôn. À, anh chị có thể xem ạ, à. lô đất cao ráo, bằng phẳng. Hiện tại chú đang ra bán lô đất này là 1 tỷ 290 triệu nha. Quý anh chị đang có nhu cầu mua lô đất này thì có thể liên hệ trực tiếp đến tăng phát à, có thể thương lượng với chú để có thể chú bớt thêm chút lọc thì lô đất này rất là phù hợp để quý anh chị mở quán nhậu này, mở vườn cũng vẫn được nha, hoặc là mở quán cà phê, nói chung là khu này tận dụng những cái view đẹp như con sông và có thể kinh doanh khá là ok đó quý anh chị ạ. thì cảm ơn tất cả quý anh chị và tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của Thắng Phát nha. Xin cảm ơn và hẹn lại ạ.